nào mà anh lại để cho chúng nó đánh tan tác này hả? Rồi mẹ, hắn ta vừa mới cắm sừng mẹ đấy. Để cả đám phụ nữ nhảy vào đánh mẹ te tua như thế mà mẹ vẫn còn xót thương cho hắn à? Mẹ tỉnh lại đi. Mày thì biết cái gì? Hải nói hết với mẹ rồi. Chẳng qua là mấy cái con đượi này, nó nhìn thấy Hải của mẹ đẹp trai nên nó cứ sắn lăn vào ấy. Đưa em xem nào. Anh không sao. Ui, nhìn thế này chỉ muốn xé toang xác mấy con này ra thôi. Anh không sao. Sao à? Việc này giải quyết được. Đau không? Thôi, anh đi về đây. Đứng lại. Về dễ thế. Trả tiền nộp phạt đây. Tôi chỉ có nghĩa vụ đóng cho mẹ tôi thôi. Còn anh đừng nghĩ rằng anh núp váy bà ấy để bòn rút tiền của tôi nhá. Không có đâu. Hay là mình có em bé đi. Làm sao đấy? Anh còn đang sợ ông cạo đầu bôi vôi đây này. Em bé đi. Em nói thật đây, không phải đùa đâu. Anh cũng nói thật nhá. Nhìn em bên ngoài ấy, là một người con gái hiền lành, thục nữ. Nhưng bên trong ấy thì lại là một người bản năng hoang dã. Anh muốn gì? Chào chủ tịch. Chào cả nhà. Thưa chủ tịch, đã có kết quả xét nghiệm. Anh công bố đi. Kết quả xét nghiệm ADN, ông Cao Mạnh Đạt và cậu Lương Quang Chí